Xin chào và cảm ơn em đã quay trở lại với kênh của Store Thiết Bị và mình là Phát. Thì trong video ngày hôm nay, như anh em đã thấy trên video đây, đây là con DW872 dòng máy cắt sắt tua rất chậm luôn nha anh em. Sử dụng lưỡi hợp kim của thương hiệu Dewar, hàng vừa mới về tại thị trường Việt Nam thôi. Thì trong video ngày hôm nay mình cũng đã lấy về cũng như là sẽ review cắt thử cho anh em xem là cái dòng máy này nó sử dụng như thế nào và cũng như thông số của nó ra sao. Thì bây giờ cùng tìm hiểu xem nha. Qua video vừa rồi thì anh em cũng đã thấy về cái khả năng làm việc của cái máy Dewar DW872 này là như thế nào. Thì mình sẽ đo thử về cái độ dày của cái miếng sắt mà khi nãy mình đã cắt cho anh em nha. Đây, 15mm. Thì anh em thấy là khả năng làm việc của nó vẫn có thể cắt được sắt dày hơn nữa nha anh em. Thì mình không có cái miếng sắt dày hơn thì nên mình cắt thử cho anh em về cái này thì nó đã rất là tốt rồi. Về cái đường cắt nè, anh em thấy rất đẹp luôn. Và khi mà anh em hoàn thành xong công việc của mình thì cái miếng sắt của này nó chỉ hơi ấm ấm thôi nha anh em vẫn có thể cầm lên xem đồ này kia được. Nếu như mà anh em sử dụng những cái dòng máy khác á, thì khi mà cắt xong á, không thể nào mà anh em có thể cầm lên nếu như mà anh em không đeo bao tay. Thì cái dòng này với cái lưỡi hợp kim này thì anh em vẫn có thể cầm lên được, nó chỉ hơi ấm ấm thôi, không nóng lắm đâu. Đó, thì đó là một cái đầu tiên mình muốn chia sẻ với anh em. Và cái thứ hai thì sẽ nhiều anh em thắc mắc là nếu như mà sao không mua cái lưỡi hợp kim này gắn vô trong cái máy cắt sắt thông thường. Thì cái những cái dòng máy cắt sắt thông thường á là cái dòng tua của nó sẽ tầm khoảng hơn 10.000 dòng trên một phút nha anh em. Nhưng mà cái máy này nó chỉ là 1.300 dòng trên một phút thôi, sử dụng cho anh em nào mà cắt những cái sắt nó thật là dày. Đó, thì cái dòng máy cắt sắt thường á, nếu như mà anh em gắn cái lưỡi hợp kim này vào, nếu như có trục trặc về sự vấp cái đĩa nó làm bể hợp kim. Đây, cái hợp kim mình sẽ cho anh em xem thử cái hợp kim của cái lưỡi. Đó, anh em thấy những nếu như mà nó bể cái hợp kim này thì khi đó nó văng ra thì nó, mình ví dụ như là một cái viên đạn nha anh em. Như một cái viên đạn nó mà văng ra một cái thì rất là nguy hiểm. Khi mà mình cắt á, thì những cái mạt sắt mà nó văng từ trong cái phần sắt này nè, khi mình cắt á, những cái mạt sắt nó văng ra thì khi nó trúng vô người mình cũng đã rất là khó chịu rồi.
Thì anh em suy nghĩ thêm, nếu như mà anh em sử dụng cái này cho cái máy mà dòng tua hơn 10.000, nếu như lỡ có trục trặc xảy ra thì nó rất là nguy hiểm nha anh em. Đó, thì đó là cái thứ hai mình muốn chia sẻ với anh em về cái dòng máy này. Thì dòng máy cắt sắt dewalt này nó sử dụng cơ chế là cơ chế lò xo đưa lên đưa xuống như thế này, nó sẽ có độ bền hơn. Anh em thấy nè, khi mình đưa lên đưa xuống nè, nó sẽ bền hơn rất là nhiều so với những dòng máy mà chỉ sử dụng những cái mà lò xo nó nhỏ thôi. Đó, còn về cái phần mâm, đây cái phần mâm này, anh em thấy cái phần mâm sắt này dưới đây nó rất dày nha anh em, nó dày lắm, nó rất là dày. Và cũng như cái phần cố định ở bên trong để gắn liền với cái motor nè, anh em thấy phần này là họ làm rất là chắc chắn. Thì có một số anh em bảo là tại sao cắt sắt nó sẽ không được chuẩn, thì có một số cái dòng máy trên thị trường nó giá rẻ đi, thì nó sẽ cái phần gắn này nè, đó nó rất là mỏng và cũng như nó sẽ không được cố định, thì nên khi mà anh em cắt cái máy nó bị rung á, nó bị rung lắc thì nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái đường cắt của anh em, làm cho cái đường cắt nó sẽ không được đẹp. Rồi thì mình sẽ giới thiệu cho anh em thêm về những cái chi tiết trên này. Phần này sẽ là phần để anh em giữ chắn bảo vệ. Cái phần này nó cũng làm hơi dở nè anh em. Cái phần này nếu như mà anh em mà quên á, không làm, cái phần này nó chỉ làm bằng nhựa thôi, và cái phần chắn này nó cũng sẽ làm bằng nhựa luôn. Thì nếu như mà anh em nào mà quên, anh em đè xuống luôn á, mà anh em không có bật cái công tắc này ra, một thì cái phần này nó sẽ gãy, hai là cái phần chắn bảo vệ này nó sẽ bị gãy nha anh em, thì anh em lưu ý. Còn cái phần khóa này là cái phần để anh em có thể mở ra lưỡi nè, khi mà anh em muốn thay lưỡi thì anh em bấm vào đây để cho cái lưỡi nó cố định lại. Đây, cái lưỡi cố định lại, cái nguyên tắc của nó giống như cái máy mài vậy anh em. Thì anh em sẽ không thể xoay được cái đĩa nữa, nó sẽ bị có một cái cốt nó chắn ngang để anh em có thể mở được cái con ốc ở đây anh em thay cái đĩa. Đó, thì đĩa này là đĩa của dewalt luôn nha anh em. Để mình xem thử về cái thông số của cái đĩa. Thì cái đĩa này là đĩa một 355 mm. 355 mm nha anh em, là một cái đĩa khá thông dụng so với anh em đang sử dụng, và độ dày của nó là 2,31 mm. Rồi, cũng như đĩa này là đĩa của thương hiệu dewalt luôn. Khi mà anh em mua máy sẽ được tặng một cái đĩa này. Và đĩa này có 66 răng. 66 răng nha anh em. Này, cái đĩa rất là đẹp. Zoom vào cho anh em xem để về cái hợp kim của cái đĩa này. Đó, anh em thấy khi mình cắt rất ngọt luôn anh em, cắt rất ngọt. Và một điều anh em nên lưu ý khi mà anh em sử dụng cái máy này là nó là cái máy cắt hợp kim tua chậm, thì nên khi mà anh em sử dụng cái máy thì anh em nên đề ba cái máy trước. Anh em đề ba cái máy trước cho cái vòng tua của nó được ổn định, đạt cái mức cao nhất rồi thì anh em hãy đưa xuống, và anh em đưa xuống từ từ thôi nha anh em. Anh em đừng đưa nhanh quá, nếu như đưa nhanh quá thì nó sẽ tức cái hợp kim, nó sẽ làm bể cái hợp kim. Và kèm theo đó, khi mà anh em đưa xuống đúng đúng ngay cái chỗ mặt phẳng mà tiếp xúc giữa sắt và cái lưỡi rồi á, thì anh em sẽ đưa xuống từ từ thôi và giữ cái máy hoạt động liên tục nha anh em. Nếu như mà anh em chỉ cần buông ra thôi, cái đĩa nó sẽ bị cái đĩa thì cái hợp kim của nó, cái lưỡi á, nó sẽ bị tức, nó làm mẻ cái hợp kim, làm cho một cái đĩa cắt như thế này là giá nó cũng dao động tầm khoảng cỡ 2 triệu trở lên nha anh em. Nếu như anh em mua cái đĩa cắt hợp kim bình thường thì nó cũng tầm khoảng 1 triệu mấy, hơn đến 2 triệu rồi. Thì nên ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với anh em những cái thông số và cũng như là cắt thử cho anh em xem về cái máy DW 872 mới của thương hiệu dewalt này, một cái máy cắt sắt rất đẹp. À, trọng lượng của máy là 22 kg nha anh em, 22 kg. Thì hiện tại đang có sẵn ở store Rigby luôn. Và nếu như mà anh em nào xem video này, anh em có thắc mắc hoặc là anh em đang muốn mua thì anh em cứ comment ở bên dưới, hoặc là góp ý cho store Rigby với comment ở bên dưới nha. Thì cảm ơn em đã xem video. Nếu anh em thích hãy like và share kênh của store Rigby, cũng như là ủng hộ store Rigby nhiều hơn nữa trong thời gian sắp tới. Cảm ơn em và hẹn gặp lại anh em trong một video tiếp theo. Nếu như có góp ý anh em cứ comment trực tiếp cho Phát ở bên dưới nha. Chào anh em.